Sáng hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2024 âm lịch, vào khoảng 7 giờ 30 sáng thì hôm nay Vũ đi phát tiếp một tấn gạo của vợ chồng anh Mison ở bên nước Úc. Đó là gửi tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn mà bị bệnh ở Bình Đại. Giờ Vũ ra ngay đây là chỗ ấp 1 của xã Bình Thắng, ngay chỗ cổng chùa Ông. Giờ Vũ ghé đây thăm dì hai, thì chị là bị bệnh tai biến nằm chỗ. Nên chào dì hai, không là dì hai khỏe không? Khỏe con. Dạ. Mà nằm chỗ không có đi được hả? Không. Năm nay dì hai nhiêu tuổi con quên rồi dì hai? 81 rồi. Dạ. Thì dì bị nằm chỗ tai biến mấy năm nay hả dì hai? Mấy năm rồi coi. Dạ. Mà giờ ăn uống cũng bình thường. Ăn có khi được, có khi không. Dạ, nhưng mà con cái đi không được thôi. Quê đi không được. Dạ. Hôm nay con ghé thăm dì, con đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở bên nước Úc á. Ừ. Gửi tặng dì hai một phần gạo 10 kg nha. Ừ. Con để bên ghế nè dì hai. Ừ, vậy dì hai cũng cảm ơn vợ chồng Mison, em cảm ơn con nha con. Dạ dạ. Ừ. Bệnh bạn cũng nhờ con cháu được giúp đỡ cho. Dạ. Vậy con đi, dì hai nghỉ khỏe nha. Dì hai cảm ơn con. Dạ rồi. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm chú Sáu, mà chú sống đây của mình, ở đây là ở nhà tình thương nè. Chào chú Sáu, hôm nay khỏe không? Dạ. Rồi chú Sáu hồi đó đi biển gặp nạn rồi bệnh rồi nghỉ luôn hả chú? Dạ. Bây giờ còn uống thuốc điều trị không? Không có, mất sức lao động thôi. Mất sức lao động hả? Dạ. Bây giờ chú ở đây có mình hả? Dạ. Hôm nay con ghé thăm chú, con đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở nước Úc ha, gửi tặng chú một phần gạo anh chú. Dạ. Dạ. Rồi chú cắt con nha. Dạ, con đi chú. Rồi. Giờ Vũ ghé thăm nhà của Lượm. Thì Lượm năm nay là 31 tuổi mà bị bệnh khuyết tật, ngồi có chỗ không có đi được. Thì không may ba của Lượm là ổng là bị bệnh tai biến nữa. Gia đình hiện giờ hết sức khó khăn luôn. Chào Lượm. Chào anh. Dạ. Anh hổm rồi bị tai biến rồi, giờ đỡ không? Nó cũng đỡ phần nào Vũ hơn. Bây giờ cũng như vừa được chăm cứu người chích đó, mà hổm nay cũng tốn kém quá thì cũng ngưng ngậm đời, cũng không có chích chỗ rồi nữa. Chứ thuốc bổ não thì đỡ, mà giờ nó còn khả năng để chích nữa, mượn chăm cứu không? Dạ, chăm cứu hổm anh lên trên chỗ dòng sàm đó phải không? Ừ, một bữa nó có lên trả một bữa mà lên trả dạ. Thấy nó không có kéo cơ cái thuận tiện mà điều trị cho mình á. Dạ. Cũng có một bữa rồi về. Giờ rồi hôm rồi ra ngoài có chú Hoàng, ông ngoài gần Nguyễn Văn Xã Bình Thắng nè. Dạ. Uống ngoài không? Dạ. Chích. Thấy cũng đỡ ha. Nó cũng đỡ, đỡ phần nào anh Vũ, chứ nó cũng không ấy. Dạ. Không là đỡ, nói chung như vậy. Nhưng cái miệng nó còn hơi gịch qua phải không? Còn méo nó chỉ được ngay luôn. Nó, dạ. Nó còn nói chuyện còn hơi tò tè, chưa cứng. Dạ. Ừ. Chứ giờ mình cũng biết nói sao, giờ cũng nhờ bà con của bác mình quân tương tình để giúp đỡ cho gia đình thôi, cũng có lòng cảm ơn bà con có lòng mà thương cảm cho gia đình thôi, chứ không biết nói gì hơn nữa. Dạ, là cũng như giờ chỉ chăm cứu thôi chứ còn uống thuốc rồi không còn kinh phí để điều trị nữa. Kinh phí giờ cũng không còn mà để chích, tại vì mình chích nó nặng tiền lắm Vũ. Dạ. Còn mình chăm cứu mình chích một mũi là 90.000 vậy đó, mà hôm nay làm cũng quá nhiều rồi, nhà cũng không còn tiền. Con nó làm tới tháng nó mới lãnh lương, vợ cũng vậy chứ đâu có lúc nào cũng có tiền đâu. Dạ. Hồi nữa tôi mà lao động chính đó, nhà ông già mình tôi lao động chính mà giờ tôi bị bệnh kiểu nào đâu lao động được. Nó đúng là cũng muốn đi làm lắm mà làm không có nổi, giờ nó còn yếu trong người, nó chưa có sức lực để làm. Năm nay anh nhiêu tuổi? Năm nay 61 tuổi. Dạ. À. Hôm nay em ghé thăm gia đình, em đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở bên nước Úc á. Gửi tặng cho gia đình phần gạo nha anh. Dạ. Rồi đó, tôi là người hết ở chùa ông là Mison thôi, xin
Cảm ơn Mùi Son, con của bác Sáu. Tôi biết rồi đó, giờ mấy chục năm rồi Mùi Son. Tôi cũng mới phát sinh bệnh nay là cũng gần 2 tháng nay Mùi Son rồi. Nếu anh có thương em út thì anh giúp đỡ em út về, không biết nói gì không. Cũng cảm ơn anh nhiều anh Mùi Son. Tôi cũng ở gần chùa ông nè, chứ anh nói anh là anh biết tôi rồi, hay qua lợi nhà thường nữa mà. À, em nói vậy anh cũng thương em thì có đôi khi con giúp đỡ em vậy em cũng mừng với bà con ở kiều bào nước ngoài không có lời thăm mạnh dỗ anh khỏe. Xin cảm ơn Mì Son em. Dạ rồi. Rồi mà cũng khỏe hả Cường? À. Sáng ăn gì chưa? Đây chưa. Chưa hả? À. Mỗi lần nói chuyện hơi gồng khó. Nó không có được mà thoải mái. Dạ. Tại hồi đó nó bị số bà liệt á, dạ. Tập luôn cái lớn rồi. Chủ hòa chủ cũng không được. À. Thì nực dữ lắm mà sao thấy lúc nào cũng ở trần rồi luôn. Nóng lắm hả? Dạ. À. Nó suốt rồi đó, chứ không có quần áo, có nó ngủ gì. Dạ. Thôi đừng như tôi biết rồi đó, giờ lên cho mình cho em đi ngoài với bà con ở ngoài đó, gần gần thân quen cũng nhiều lắm. Dạ. Thôi nhà anh cũng giúp chồm chó với nó mất sáu hơn, gáo còn chống. Cũng giúp đỡ chồm chó hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Dạ rồi, dạ, rồi hôm đi. Dạ rồi. Bây giờ Vũ ghé đây là chỗ chùa Âm, ghé thăm chú Thím Hai. Chú Thím hoàn cảnh khó khăn là ở đậu trong chùa. Chào chú Hai, khỏe hả chú? Hôm nay bớt bệnh chưa? Bớt, cũng đỡ bớt nhiều. Dạ, à, cũng còn uống thuốc điều trị hả chú? Dạ. À, Thím đâu nay không thấy? Nhà phụ sự với tổng quán. Bữa nay sửa chùa hay gì chú Hai? Quét chốt cúng rằm. Dạ. Là như dọn dẹp chuẩn bị cúng rằm. Dạ. Hôm nay con ghé thăm chú Thím, con đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở nước Úc, gửi tặng chú Thím một phần gạo 10 kg nha. Cho anh đó hả? Dạ. Đó, em uống tôi hả? Dạ. Dạ, dạ chú nghỉ khỏe không đi chú. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi giờ Vũ ghé thăm dì Sáu ở ấp 1 của xã Bình Thắng. Dì Sáu hoàn cảnh khó khăn. Dì Sáu không có nhà nên dì Sáu ở nhờ nhà của người em. Dì Sáu hôm nay khỏe không? Thì cũng vậy hoài á tự Vũ. Uống thuốc thì nó bớt nhất. Dạ. Yeah. Mua thuốc nhất chứ lại thuốc bị lỡ thôi vô. Dạ. Ví dụ lỡ anh đây thì về dù em ở đây lỡ anh đây. Rồi anh đây lỡ anh đây. Phải giống như mình nằm một chỗ rồi nó lỡ. Anh lỡ không biết cái tiểu đường á cậu vô. Dạ. Rồi cái ốm quá xương không à. Dạ. Ở đây bự chứ ngay này xương á cậu vô. Dạ. Yeah. Lỡ bên đây cái gì xanh đây lỡ anh đây. Rồi thuốc này thuốc lỡ nè. Dạ. Còn cái này thuốc bao tử, cái này thuốc nhất nè. Dạ. À, cái này thuốc, thuốc lỡ. Dạ, bữa con có hỏi thăm mấy chiếc xe lăn mà chưa có gì sao, chưa có chiến nha. Để khi nào người ta có thì con dặn cho gì sao. Xe thường đẩy cũng được, nhỏ em đẩy lên trước cũng được. Dạ. Thấy em muốn ngồi xe lăn thì hai chồng mới khiêng gì xuống. Ngồi chừng vài phút tập cho quen cậu Vũ. Dạ. Nằm riết nó chóng mặt quá. Dạ. Hôm nay con ghé thăm dì, con đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở nước Úc á. Dạ. Gửi tặng cho dì một phần gạo 10 kg hay gì. Dạ. Dạ. Dạ cũng cảm ơn cô chú. Dạ. Với con gửi tặng về thêm phần quà cô Mai ở bên Canada. Dạ. Dạ, có gửi cho dì Sáu 1 triệu để dì Sáu mua thuốc uống. Dạ, cảm ơn cô Mai. Dạ, với một dì ở xã Bình Thới của mình á. Dạ. Gửi tặng cho dì Sáu là 500 ngàn. Dạ, cảm ơn cô Bình Thới. Dạ. Tổng số tiền con gửi cho dì Sáu là 1 triệu 500 ngàn. Đây con gửi dì Sáu kiểm lại giùm con dì Sáu. Dạ cảm ơn hết mạnh thần quân. 1,5 triệu. Dạ.
Dạ đúng rồi cậu dữ. Dạ. Dì cũng mừng quá à. Có đặng chủ nhật này dì trả tiền chích chích tiểu đường á cậu Dũng, Dạ. tuần là 230 Dạ. là tả cũng vậy nha, tả Chích thiếu hay gì sao? có tiền trả không có thiếu. Dạ. Dạ cái chú đó cũng được á, Dạ. tại chú cũng biết gì hoàn cảnh khó khăn á, Dạ. rồi chú cho thiếu để ví dụ con cháu mạnh thường quân nào cho cái gì trả, có Dạ. cái gì trả là chứ người Dạ. ta chích người ta mua thuốc chứ người ta đâu có làm được. Dạ. Dạ rồi tả cũng gần hết, tả 1 tháng đó thì 500.000 tiền tả, tiền chích thì thỉnh tuần 230, còn thuốc này 1 tháng 1,5 triệu nè cậu Dũ, Dạ. bị lão hoài nó không hết cậu Dũ, Dạ. xương không à, Dạ. tháng về chứ xương không à cậu Dũ, Dạ, tại vì nằm có anh chỗ rồi nên ừ, nó. xương nằm biết có khi chóng mặt rồi nhỏ em xuống nó đảo lên ngồi chừng vài phút nó đảo xuống, Dạ. dì cũng thích ngồi đó, mình ngồi để cho cơ thể nó đỡ một chút cậu Dạ, Dũng, mà dạ. ngồi thì nó đau dữ lắm, nó giật cái cột sống này nè cậu Dạ, Dũng, dạ. giật mà không có nhớ em té chết. Dạ. Dạ. Năm nay thì sáu nhiêu tuổi không quên này. À, mới có 65 mà cậu Dạ, Dũng, tưởng 65 còn ông Dượng là mất rồi. dạ mất lâu lắm rồi. Dạ, rồi Dạ. có người con là thất lạc. Dạ 2 đứa chết 1 đứa, Dạ. còn đứa à, nghe nói nó bà nội nó bảo là mắc nợ rồi biết nó đi đâu cậu Dũng. Để hôm đó nay dì có nhắn tìm không? Dạ có nói bà nội mà nó cũng không có xuống, Dạ. bà nội hơi nó nghèo nó không có tiền gặp nuôi 2 đứa con nó, là gì nó thôi không tiền nghèo quá thôi. Thì sẵn con quay cái clip này biết đâu đó là anh đó có xem được rồi sao? Tại vì Dạ có nhắn tìm anh đó không? Anh đó tên gì? dạ nó tên là Quỳnh Công Minh, mà Dạ. nó biết bà ổng gì nói với bà nội thì già rồi, nói với cô nó, Dạ. cô nói nó nghèo lắm chị ơi, thôi để tụi em bằng có tiền đi tụi em cho chị mua thuốc uống, Dạ. rồi 2 cô nó ở ở ở trên, cô thì ở thành phố, cô ở Bến Lức, Dạ. từ hôm dì bệnh nay gần 5 năm rồi, 2 cô đó cho được hình như 1 triệu á. Dạ. Mới qua hôm kia không có tiền chích, cái điện xin cổ cổ nói lúc này em đi làm không tiền cũng mắc nợ, thôi ráng tới Tết đi nhà hai chị em ở hai đứa em cho chị vài trăm, Dạ. có khi không có tiền trả tiền chích sợ. Dạ. Chú nói ngay chú cũng tốt bụng lắm, tại vì đường lên cao quá cậu Vũ, không Dạ. chích thì cũng qua hôn mê với nha, nó tùm lum nha, nói lỡ tay chân gì đó gì cũng không Dạ. rành nữa. Dạ. Cái Con chân vậy sao đi ốm nhách dạ. thở không được, xương không à, Bị teo. dạ không có tắm gì hết, nhỏ em lao mình không à, Dạ. nó lao mình mãi vậy đó, lao cũng đóng hòm đen thui. Bây giờ bệnh thôi kệ, sống ngày nào hai ngày đó cậu Vũ ơi, Dạ. vậy cũng cầu xin có tiền chích thuốc tiểu đường với mua thuốc nhất thuốc lão rồi nè, để vậy mô tả không có tả không được, tối để cho em nó ngủ vậy có dựng út á, đâu có dám vô Dạ. rồi bịch tả, rồi cỡ 9 giờ nhỏ em cho đái bô xong rồi nó bịch bịch Dạ. tới sáng rồi tháo ra, tối nó ngay cô không dám uống nước cậu Vũ, bằng ngày uống có cái bô nằm á nó để vô rồi mình đái, còn bằng đêm không dám uống nhiều sợ nó ướt tả Dạ. rồi thay tả tốn tiền dữ lắm. Dạ. Dạ, Mà con ghé thăm dì Sáu chút xíu rồi con đi thôi, dì Sáu nghỉ khỏe nha. dạ cảm ơn cậu Dũng nha. Dạ. Dũng nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nếu có xem được cái clip này thì giúp đỡ cho dùm cho dì Sáu có chút tiền để dì Sáu mua thuốc uống. Dạ rồi. Cảm ơn cũng mấy thường quân đó, được dồi dào sức khỏe, cậu Vũ cũng vậy hạnh phúc Dạ. thân tâm an lạc, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, cảm Dạ ơn gì. Dạ cho con lấy cái này là con đi. Dạ. cảm ơn cậu Dạ nhiều. dạ dạ. Giờ Vũ ghé thăm chú Chính cũng ở ấp 1 của xã Bình Thắng. À, chú cũng là không may là phụ ở trong chùa rồi bị té, chấn thương sọ não. Xin chào chú Chính, khỏe không? Cầm được không? Được Cái micro à, để nói à. được à,
khỏe không chú, khỏe dạ, không dạ, khỏe dạ. Nhưng mà giờ mấy cái tay nó bị yếu hả? Cái tay con ngồi tay liệt luôn rồi. Dạ. Không cử động được. Tay bên kia là liệt luôn. Liệt rồi, con tay không nè. Dạ. Con nghe nói là hồi đó chú phụ ở trong chùa rồi bị té. Phụ chùa té lập tôn, nó té nước tôn, té là đầu cái gạch, nó nước sọ. Dạ. Là bị nước sọ não rồi giờ mình, bị luôn. Bỏ ốc, mình đều gáo vô rồi, giờ đang bị đi biến. Dạ. Hồi đó phụ của chùa nào? Chùa ông mà. À, trong chùa ông á hả? Ừ, ông á. Dạ. Lập tôn, nước tôn, té cái đầu chú gạch bể nước sọ. Dạ, nay cũng lâu rồi hả chú Chính? Mấy năm nay. Dạ. Lúc này thím có đi làm không? Đi làm, mới đi làm rồi. Đi phụ giúp việc người ta hả? Dạ. Dạ. Hôm nay con ghé thăm chú thím, con đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở... Ở Mison, con cũng... Dưới Mai. Dạ. Mai. Dạ, ở bên nước... Biết, con vừa biết. Dạ, ở bên nước Úc gửi tặng chú phần gạo nha. Dạ, cái đó Mison, chú cảm ơn nha. Dạ. Dạ, con ghé thăm chú rồi con đi, chú nghỉ khỏe ha. Dạ. Dạ. Rồi lập chùa, to nó nứt, to này nè, nứt chú cái đầu cái gạch nè. Dạ. Bảy thứ tay chú cứ ngồi rồi, còn bị cái đầu cũng bảy sọ. Dạ. Nước cái sọ ra nó hấp, 3 đến 6 tháng trời mới vô được á. Dạ. Chú Chính, nước đây ngập quá chừng luôn hả chú Chính? Ngập mình mong lắm mười, dạ. Mình muốn chạm nhà luôn rồi. Dạ. Thôi con đi, chú nghỉ khỏe ha. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm thím hai cũng ở ấp 1 của xã Bình Thắng. Thím bị bệnh giờ nằm có chỗ. Thím hai cũng khỏe hả? Dạ, ngồi đó vậy đó. Có ngày ngồi trên cái giường không? Không có ngày ngồi cái giường không có bước xuống được. Dạ. Bước xuống nhất. Dạ. Dạ. À, thím hai bị sao mà giờ đi không được? Bị thói quá cuộc sống. Dạ. 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 Bị lâu chưa thím? Dạ, bị đây 2 năm rồi. Dạ. Dạ. Năm nay thím hai nhiêu tuổi? Năm nay 77. Dạ. Dạ. Hiện giờ ăn uống nấu là toàn là để đó, ở... Không nấu được. Chén đồ vệ chén sinh. Chén đồ để đó, lấy ra ăn. Soạn sẵn để ha. Dạ. Hôm nay con ghé thăm thím là con đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở bên nước Úc á. Dạ. Để tặng thím phần gạo nha. Dạ, dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. À, rồi con đi. Dạ. Yeah. Cảm ơn dữ lắm. Dạ. Yeah. Giờ Vũ ra đây là ấp 3 của xã Bình Thắng ghé thăm dì Năm. À, dì ở đây nhà tình thương nè. Dì sống con mình nè. À, dì bị bệnh tai biến. Chào dì Năm, hôm nay khỏe không? Cũng vậy. Lúc này còn rung không? Còn rung nè, giờ con đầu nó rung. Dạ. À, rung tay rung giò vậy luôn hả dì Năm? Rồi. Còn biết nguyên cái thân thịt luôn rồi. Thì nấu cơm đồ ăn được không? Nguyên rất dung ăn thì nấu được. Nguyên mới bỏ đó. Dạ. Ăn đổ lên đổ xuống, ăn được dung mà đổ lên đổ xuống. Dạ. Hồi gì đó giờ không có gia đình sống mình gì hết gì đâu. Sống mình. Dạ. Năm nay gì nhiêu tuổi? 62 tuổi. Dạ. Hiện giờ gì cũng đang uống thuốc điều trị hả? Đang uống thuốc. Dạ. Đang uống thuốc dung tay á. Dạ. Một tháng là một triệu bạc. Dạ. Người bác sĩ rung là nói lý do làm sao mà nó bị rung? Kêu bệnh gì chứ nó cũng quên. Dạ. Rồi uống thuốc điều trị suốt vậy? Thuốc. Dạ. Hôm nay con ghé thăm gì? Con đại diện cho vợ chồng của anh Bison ở bên nước Úc gửi tặng cho viện phần gạo 10 kg ha. Dạ. 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 Con đi về nghỉ khỏe ha. Dạ. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm chú Mười. Chú ở đây cũng ở ấp 3 của xã Bình Thắng. Chú bị tai biến. À, chú sống đây con mình. Cho con gửi cái này cho chú. À, con máng vô được rồi. Chú Mười khỏe không? Khỏe. Hôm nay chú Mười nhiêu tuổi? À, tao mày. Đậm trao. Dạ. Bây giờ chú sống đây con mình vậy hả chú? Dạ, giấu mình. Dạ. Con đi họ đi rồi. Dạ. Rồi hôm nay khỏe không? Có uống thuốc điều trị không chú? Tiền bả không có, tiền mua thuốc. Dạ. Giống như con bò nó.
Rồi không có tiền thì không có mua thuốc uống luôn hả chú? Dạ. Bây giờ chú còn chống cây gậy bốn chân nó đi tới lui được không? Được. Dạ. Đi vòng vòng ở trong nhà. Đi trong nhà không đi đâu rồi. Dạ. Dạ. Đi vòng vòng nhà luôn nữa. Dạ. Rồi chú bị tai biến này cũng mấy năm rồi hả chú ơi? Mấy năm rồi. Dạ. Còn thím là mất rồi hả chú? Mất rồi. Dạ. Mất này ra mấy năm rồi. Dạ. Hôm nay con ghé thăm chú, con đại diện cho vợ chồng của anh Mi Son ở bên nước Úc, rồi con gửi tặng chú một phần gạo 10kg anh chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ dạ của chú. Dạ. Đi vô người thầy đặng bớ đưa đi vô đưa bớ vô. Dạ. Đi chùa đưa bớ. Cứ như chú đi cho tôi về cứ như đi đi mấy gạch chùa. Dạ. Đi thì xa đâu có được. Dạ. Đây là bếp nấu gì vậy. Dạ. Mà cái giò nó bị yếu hay là yếu hết hai cái chứ? Có cái à, cái. Dạ. Cái là thì khỏe. Dạ. À, bị cái bên kia. Dạ. Thôi con ghé thăm chú chút xíu rồi con đi, chú mời nghỉ khỏe ha. Dạ. Dạ. Hôm nay Vũ ghé chỗ nhà dì Bãi nè. Dì Bãi mà dì sống đây có mình nè. Hôm nay dì mất rồi. Mới mất. Thường về lúc gì còn khỏe gì lụm cơm nguội để bán. Giờ Vũ ghé thăm chú Thím Tư. Dạ. Chào chú Thím, khỏe không? Thím khỏe không? Thím cũng vậy đó con Vũ ơi. Vậy đó thì cũng mất không thấy đường. Cái đầu mới nhức dữ lắm, cái giật rồi nó ra cái tèo từ khổ dạ. lắm. Mà Thím là bị bệnh sao con quên rồi? Bệnh tai biến, bệnh mạch máu não. Dạ. Thím bị này cũng mấy năm hả? 2 năm rồi. Dạ. Bây giờ thì cũng còn đang uống thuốc điều trị hả? Có một tuần đi lấy một lần, một tuần đi 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 lên nhà thương này để lấy cho đi chuyển viện, mà nước tương đâu có tiền đâu mà đi. Ở nhà để lấy thuốc cứ tới tuần đi lấy uống không cho, nhưng được 10 ngày nó tuần. Dạ. Dạ hôm nay con ghé thăm chú Thím rồi con đại diện cho vợ chồng của anh Mi Son ở nước Úc á. Gửi tặng một phần gạo 10kg nha. Dạ, rồi. Cảm ơn Mi Son. Dạ. Chú lại khỏe không chú Tư? Cũng đỡ mà được có cái hai giò thì không được rồi nha. Dạ, giờ đi không được nằm chỗ luôn hả? Vậy, đi chiếc xe lăn đó. Đó. Dạ. Đẩy. Đi phải đi xe lăn. Đẩy tới đẩy lui trong nhà vậy đó chứ ra lộ đi đâu. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi? 69. Dạ, là chú bị cũng mấy năm nay hả chú Tư? Bị năm rồi năm nay. Dạ. Mới năm rồi. Mà trước là chú đi cào hả? Trước đi cào mà nghỉ mười mấy năm rồi. Dạ. Rồi mới bị bệnh. Mới bị bệnh đây. Dạ. Hồi đó chỉnh đơn cho. Dạ. Dạ con đi chú Thím nghỉ khỏe ha. Dạ. 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 Cảm ơn Mi Son, cảm ơn tin vợ chồng Mi Son. Dạ. Được nhiều may mắn, năm mươi và cơ. Dạ. 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 Con đi. Dạ. Bye con. Cháu à giữ cháu thôi. Dạ. Nhớ đi làm mày nó gửi nè. Dạ. Đi làm mày bỏ ở nhà nè. Dạ. Ba đi. À giỏi. Giờ Vũ ghé thăm dì Sáu. Tại vì sống con mình ở căn phòng ở sau nè. Dạ con Vũ à, dì Sáu hôm nay khỏe không? Không được khỏe gì. Dạ. Cậu Vũ hả? Dạ. Cậu cho tôi gạo hả? Dạ. Gạo này là của vợ chồng của anh Mi Son ở bên nước Úc gửi tặng. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn chú Vũ nha. Dạ. Chú Vũ có tiền không? Có để rồi. Dạ. Hôm nay gì khỏe không? Nằm chỗ chứ đâu đi tới lui gì được hả? Cái giò nó nhức lắm chứ Vũ ơi. Dạ. Năm nay gì nhiêu tuổi gì còn nhớ không? Ừ, hình 80 mấy. Dạ. Dạ rồi con đi về nghỉ khỏe ha. Dạ 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 rồi để con lấy cái này coi. Rồi. Vũ ghé thăm bé Quý. Chú chào con nghe. Dạ, khỏe không? Dạ không khỏe, dạ không chào chú Vũ. Ừ.
Lúc này mẹ con có đi làm giúp việc cho người ta không? Dạ có. Ừ. Làm có điều không con? Dạ, dạ lúc mà bệnh thì mẹ nghỉ thôi cho con không bệnh. Ừ. Bệnh là nào? Con bệnh hôm trước. Bị sao? Con bị đá á. À, hôm nay hết chưa? Dạ, hôm nay hết rồi. Ừ. Nay nhìn thấy lớn, hôm nay có đeo đồng hồ đẹp quá vậy? Dạ, tại ông ngoại hát con anh đồng hồ quá, mà mua cho. Ừ. Nay lâu gặp thấy lớn rồi chú. Thì gặp lại con tập đi đi đỡ đỡ không? Dạ có. Ừ. Hàm răng nay cũng còn đẹp nè. Dạ. Hôm rồi tám rồi có kiểm tra nữa không chú? Dạ, ổn mà thôi phải không? Cái răng nhất cũng không còn ấy nữa phải không? Dạ. Lúc rồi anh có đi học không? Dạ có. À. Bữa nay học 2 ngày. Ừ. Ngày ráng học ha. Dạ. À. Hôm nay chú ghé thăm gia đình con rồi chú đại diện cho cô chú Mi Son ở bên nước Úc á, gửi tặng cho con phần gạo nha. Dạ, dạ con cảm ơn. Ừ. Rồi, thôi con nghỉ khỏe ha, chú đi nha. Dạ. Rồi. Giờ Vũ ghé thăm chú Hai. Ở đây là ở ấp 1 của xã Bình Thắng nè. Nhà chú Hai là mùa mưa này là nước bị ngập quá chừng luôn. Chú là hàng ngày đi bán vé số. Nước ngập quá chú Hai. Mấy ông ngoài này biết mưa cũng bít cái nước thoát ra không được. Dạ. Rồi con ghé thăm chú rồi lúc nào có đi bán cái số không? Dạ có. Dạ, bán đỡ không chú? Dạ bán này để. Dạ, ngày nay không đi sáng ngồi rửa dọn dẹp vậy, rửa chén hả? À, giỏi dữ. Hôm nay bà cụ là má hả? Dạ, cũng đi bán vé số. Dạ. Bữa nay dì không có đi bán hả dì? Dạ. Nay sao dì không có đi bán? Rồi mà giờ không có bán chút xíu nữa. À, chút xíu nữa bán ha. Dạ. Rồi nhà nước ngập vòng vòng quá chừng luôn. Dạ. Con ôi chó. Con sợ chó. Ghê quá, chú la nó con chú. Thôi con gửi tặng cho gia đình phần gạo. Gạo này là của vợ chồng của anh Mi Son ở nước Úc gửi tặng chú. Dạ. Dạ chú xách vô con rồi chú. Dạ tại chú nhận vô con đi, tại con mắc quay thì không có xách gì được. Ê, ê, ê. Dạ cảm ơn chú. Dạ dạ chú la nó con chú nó. Rồi rồi chú cầm vô coi. Dạ dạ rồi rồi con đi nha chú. Dạ dạ. Vũ đi ở ngoài Bình Thắng là sáng giáp rồi, giờ Vũ trở vô ấp Bình Hòa của thị trấn thì ghé thăm dì Tư. Vì hoàn cảnh khó khăn hàng ngày đi bán vé số mà dì bị bệnh, dì ở đây là nhà tình thương nè. Chào dì Tư, khỏe không dì Tư? Cũng không khỏe lắm thôi. Dạ, hôm rồi có đi bán vé số không? Con không thấy. Không có. Nghỉ bán rồi hả? Nghỉ, bị mà thằng Khôi nó đi học á, đừng nghỉ. Dạ. Rồi cháu gì mấy bữa nghỉ học có bán không? Có. Mấy bữa nghỉ học thì nó đi lấy, nó đi bán 100 tờ vậy, nó đi bán cái gì cũng có bán. Dạ. Bây giờ hai bà cháu ở đây. Hai bà cháu ở đây. Hồi gì là có người con là bệnh mất rồi là có người mẫu hả? Dạ. Rồi hôm rồi mắt gì thấy đường không? Thấy mắt này hơi thấy cũng được, còn mắt này không chưa thấy. Không thấy luôn hả? Thấy. Hả mổ rồi không thấy luôn. Không có mắt này chưa mổ, mắt này mổ rồi thì cũng thấy được, thấy hơi đỡ đỡ, còn mắt này chưa mổ chưa thấy được. Dạ. Hổm gì bệnh sao? Hổm cũng tai biến. Bệnh tai biến. Dạ. Bệnh tai biến cũng nó cứ nó sồi sọt hoài, cứ ít bữa cái bệnh nằm nhà thương, ít bữa cái mạnh về vậy. Dạ.
Hôm nay con ghé thăm gì, con đại diện cho vợ chồng của anh Mi Son ở nước Úc gửi tặng gì phần gạo 10 kg hay gì tới. Dạ. Nói là cảm ơn vợ chồng của Mi Son nha. Dạ. Dạ con đi về nghỉ khỏe ha. Giờ Vũ lên đây là ở xã Bình Thới ghé thăm chị Út. Chị hoàn cảnh khó khăn là hàng ngày chị đi lụm da chai, còn chồng chị là đi làm phụ hồ. Chị ở đây là ở nhà tình thương. Chào chị, khỏe không chị? Dạ cũng khỏe anh Vũ. Hôm nay có đi lụm da chai không hay dạ, đi làm? Ngày nào em cũng đi hết trơn á, mà đúng rồi chưa có chướng nhiều, không có nhiều. Dạ. Đi từ sáng giờ có được có một bao. Rồi lúc rồi anh có đi làm phụ hồ không? Ở nhà thất nghiệp tượng đó nay rồi mấy đứa nhỏ bệnh rồi em thấy vậy không có tiền em lãnh học đào về cạo thêm kiếm thêm. Dạ. Chị rồi. Tất cả là mấy người con chị? Dạ em 7. Dạ. Rồi mấy bé có đi học không chị? Dạ hai đứa lớn thì ba đứa đi học, thằng học lớp 11. Dạ. Mấy hai đứa học lớp 3. Dạ. Còn hai đứa này thì chưa. Hôm nay nhỏ này vô mẫu giáo mà em không có tiền rồi không có cho đi. Dạ. Rồi để sang năm đi luôn. Dạ. Em ghé đại diện cho vợ chồng của anh Mi Son ở nước Úc gửi tặng gia đình chị phần gạo 10 kg anh chị. Dạ, em cũng cảm ơn vợ chồng anh Mi Son. Dạ. Em đi chị. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm chú ba, mà thím bệnh nặng mất rồi giờ, còn chú ba với anh dễ, anh thì bị bệnh ngồi xe lăn. Chú ba ở đây khỏe không? Dạ. Mắt mờ quá. Mắt mờ hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi chú ba không quên rồi? Năm 87. Dạ. Mà anh dễ đâu? Anh dễ ở bản hả? Dạ. Ở đây khỏe không? Đi tới lui được không? Đi qua cho nó. Dạ. Đi qua nó. Dạ. Dạ, hôm nay con ghé thăm chú rồi đại diện cho vợ chồng của anh Mi Son ở bên nước Úc á, gửi tặng chú một phần gạo nha. Dạ, chú nghỉ khỏe ăn đi nha. Dạ. Dạ, dạ được rồi con đi chú. Dạ không thấy đường ha. Dạ. Để còn chú ba đây. Khỏe không anh? Khỏe hả? À. Đang nằm võng ở đây gì? Dạ. Anh thì anh nghe được nhưng mà anh nói không được. Dạ. Rồi thôi ghé thăm anh với chú rồi chú ba em về nha. Bye. Dạ. Anh bị yếu hết một chân, còn chân. Buổi chiều hôm nay Vũ đi lên xã Bình Thới ghé thăm dì hai. Thì dì bị bệnh tim, dì ở nhà của mình, dì ở đây là ở nhà tình nghĩa nè. Dì hai hôm nay khỏe không dì hai? Hôm nay dì hai khỏe không? Tim nó mệt. Dạ bị mệt tim á. Bị tim á. Dạ. Vì bị bệnh tim gần như đi cái mệt mà ở nhà thì khỏe lắm. Dạ đi không nổi cũng ăn bữa chén cơm bình thường. Dạ tối có khi ngủ được có khi ngủ không được tại già rồi đó. Dạ năm nay dì hai nhiêu tuổi? Còn 2 tuổi nữa 80. Dạ hôm nay con ghé thăm dì, con đại diện cho vợ chồng của anh Mi Son ở nước Úc gửi tặng dì một phần gạo nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Để tôi nói là tôi cảm ơn. Dạ, dạ. Chứ công có cậu đi nữa. Dạ. Chúc cho gia đình, vợ chồng con kiếm mạnh khỏe suốt năm. Dạ. Dạ. Con cảm ơn vì nghỉ khỏe ha. Dạ. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm ông bà Năm. Ở đây là ở ấp Bình Trung của xã Đình Trung. Giáp với xã Bình Thới. Ê. Làm gì vậy ông? Tại chú thôi. Má đi chờ về đó. Dạ. Không rồi, ông bà khỏe không? Trời ơi, con bà giờ cũng vậy chú ơi, đi học.
Thôi có lấy vô ăn. Dạ. Tôi ráng giờ giúp cho hai má đi một chút. Dạ con đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở nước Úc gửi cho ông bà Năm phần gạo nha. Dạ Mạnh Thường Quân dặn cho mỗi người một phần à. Hai ông bà ăn chung mà. Trời ơi, kệ rác đi chú, giờ cho họ cũng vậy chứ gì. Dạ cho nhiều quá rồi ông sợ ăn không không kịp á. Không có, trời ơi thiếu. Không có. Dạ. Thôi rác đi chú. Dạ dạ. Giúp đỡ đó chứ thuốc chú ơi. Dạ giờ để con ra xe con lấy thêm phần nữa. À, giờ ở đây ít ra cho. Dạ. Con nấu cơm chiều hả? Ông Năm chứ. À, cơm chiều. Dạ nấu cơm chiều. Dạ. Bóc tay kho với nước tương. Dạ. Vậy con gửi tặng ông bà Năm hai phần nha. Dạ. Tại vì gửi mỗi gia đình có một phần mà ông Năm xin thêm mà. Bà đi. Dạ thôi vậy con đi ông bà Năm nghỉ khỏe nha. Ừ, cảm ơn con gia đình mà gửi luôn chú. Dạ. Tôi giờ không biết nói gì, tôi cảm ơn thôi giá cho có sức khỏe cho tôi em. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm dì Năm ở xã Bình Thới. Dì Năm khỏe không? Dạ. Thăm dì Năm bị bệnh gì con quên rồi dì Năm. Bị tim hả? Dạ. Bây giờ cũng đang điều trị hả dì? Dạ. Nó bị mệt nhiều không dì? Mệt thì nói vậy, nó mệt đi tới luôn rồi. Đi không được, nằm chỗ nè. Bị suy tim. Bị nay lâu chưa gì? Dạ. Năm nay dì nhiêu tuổi vậy? Dạ. Tại vì ở đây có mình hả? Có thằng con. Dạ. Hôm nay con ghé thăm dì đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở nước Úc. Gửi tặng dì một phần gạo 10 kg gì. Gửi là năm nay gửi rồi. Dạ. Dạ con đi về nghỉ khỏe ha. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm dì Tư. Thì cũng ở xã Bình Thới. Cho con gửi này con hỏi thăm dì Tư chút xíu coi, hôm nay khỏe không vậy? Con khỏe. Mà thấy nằm không? Đi không nổi hả? Nằm không. Dạ. Dì bị bệnh sao dì Tư? Bệnh giờ con biết đâu kể. Dạ. Bị lâu rồi. Dạ. Hôm nay dì Tư nhiêu tuổi còn nhớ không? Mà tám mấy rồi. Dạ. Mấy lần trước lên còn đi đồ khỏe quá mà hai lần này lên là thấy nằm võng không? Dạ. Đi nó mệt hả gì? Đi nó mệt hả? Dạ. Hôm nay con ghé thăm dì đại diện cho vợ chồng của anh Mison ở nước Úc gửi tặng cho dì phần gạo nha. Dạ. Dạ. Rồi con đi về nghỉ khỏe ha. Rồi cho con lấy cái này.